Chương trình Thâu Thanh Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình Thâu Băng Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo do nhóm đọc giảng viên thực hiện, trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên hộ trì cho quý liệt vị được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa quý liệt vị, từ lâu nay chúng tôi thấy đa số những người mộ đạo chờ mong muốn được nghe lời vàng ngọc của Đức Giáo Chủ để cải giữ về lành, phát tâm tu niệm. Mặc dù chúng tôi không đủ phương tiện pháp thí như lời Đức Thầy dạy, ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này, hoặc ngài phiên nên hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, nên chúng tôi cũng phát tâm đóng góp một phần nhỏ mọn trong công cuộc quảng truyền chánh pháp theo tôn ý của Đức Thầy. Đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, cho người lành dạ ái bắt nôn, cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Vậy trân trọng kính mời chư quý thính giả nghe cuồng băng thứ hai. Đầu băng là bài Thầy Ba Đạo ở Hòa Hảo hỏi thuốc. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Kính mời quý vị cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe tiếng ơn trên dốc cứu đời, giám sinh khép nép ngỏ đôi lời. Nhân dân sắp đến dương bệnh khổ, tiên dược phương nào được thành thời? Đức Thầy đáp quả: mượn xác ra cơ dốc dần đời, bày tỏ cùng ai ngỏ mấy lời. Lục châu sao xiên nhân dân khổ, Phật giáo khẩn cầu đặng thành thời. Thầy Ba Đạo hỏi: thành thời dầu đặng phước tại trời, đau ốm qua rồi trẻ ăn chơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp, ngàn năm ơn đức nguyện y lời. Đức Thầy đáp quả: thành tâm khẩn Phật giới lại trời, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Thầy Ba Đạo hỏi: ý lời dám hỏi lén một câu, tiếng
Phật rộng xa rất nhiệm màu. Đạo đời bốn chữ đây là gốc, tà chánh xin nhờ tiếng ngọc châu. Đức thầy đáp họa trả lời ý kiến đó một câu: ẩn xác phàm phu chữa nhiễm màu. Đạo đời mấy chữ đây là gốc, tà chánh tâm trì rõ ngọc châu. Muôn đó gần đây dài mộng sầu, bốn chữ xuống phàm chớ ở đâu. Khuyên khích cùng ai mau tỉnh ngộ, lại giảng gần ta rõ đạo màu. Văn sĩ nhắn nhẹn có mấy lời, đó muốn tỏ tình có mấy hơi. Ra ngõ lên xe chừng một lát, sáng ngày tiếp kiến chuyện trò chơi. Nam mô A Di Đà Phật. Đức thầy mời thầy Ba Đạo sang chơi, vì thầy ấy ở nhà có ba bài thi gửi đức thầy là do một em học trò đem đến. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Bát Nhẫn. Bài này đức thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Nhận năng sự thế thị nhân hiền, nhận giai kỳ tâm thần thủ tiên, nhận giả hương lân hòa ý hỷ, nhận hòa phu phụ thuận tình duyên, nhận tâm nhật nhật thường an lạc, nhận tánh niên niên đắc bảo truyền, nhận đức bình an tiêu vạn sự, nhận thành phu quê vĩnh miên miên. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Ông Hương Chủ Bó ở Hòa Hảo. Bài này đức thầy viết tại Hòa Hảo lối tháng 9 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm hành từ thiện vì an nhiên, phổ hoa hiền nhân kiên Phật tiền. Quỳnh Long lộ dĩ năng
kỳ diệu. Xuất thế điều định chữa hiệu tiên. Danh sơn khai bút diệu sánh chung, trung trực phò nguy đại linh thiên. Tạo sát phù dân khai nhất điểm, quy hồi tự lập diệt tiền khiên. Kỷ mão hạ sang mượn sát trần, cảm tình đồng loại lão phiên dân. Thầm thầm đây đó niềm liên ái, hợp tác cùng nhau nôi bung thần. Di lộ thiên quay bảo giác dân, Ngọc Nam ẩn sĩ dị thường nhân. Sơn Giang thủ linh thừa tiên đình, Tư Hải hòa giai tất hữu phân. Muốn thấy người xưa phải dẹn mài, nam nhân hữu chi kiên bồng lai. Nhìn xem hiểu lão trong thời, cụ nho già đã cạn bài. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Sai. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo lối tháng 9 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Sai mùi tục lụy dẫn lao đao, sai nổi kẻ ngu rất hỗn hào, sai thấm đạo lành ban dạng vật, sai đời chưa rõ chuyện vàng thau, sai ngọc bồ đề đức hạnh cao, sai dân ngu muội tưởng điên nào, sai chừng nó biết ta tiên trường, sai chén quỳnh tương chốn núi cao, sai thời vẫn bị vẫn còn xa, sai chuyện trần gian lắm cao xa, sai lấy gãy thiền toan dẹp hết trời, sai
chờ hư thiên linh phán cho ta. Sai đạo quyền di nước tình dương, sai câu Bồ Tát rưới cho thường, sai mê tiên cảnh ôi thanh nhà, sai diệt trần gian lắm quả ương, sai xưa chuyện cổ nhắc chừng đời, sai nói với trần diệt tả tơi, sai biểu trì tâm đừng dối giả, sai buồn lũ chó sủa mùi dơi, sai của thần tiên rứt cuộc đời, sai câu diệu ly hỡi người ơi, sai như lưu khánh ai thèm chiều, sai thể trận đoàn mới thành thơ, sai mãi sai hoài sai dần sai, sai cho ba tánh tập xong bài, sai như nhân quý thì mang quà, sai của lão khùng ách nạn bay, sai cho tiêu hết giống con buồn, sai của thánh nhân xuất lập tuồng, sai tạo một nền quy giảng vật, sai diệu trăm họ dược mây trung. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Cho Xung Biển Tê ở Hòa Hảo. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo tháng 7 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Quan trường nhiều lũ sói tà, miệng là mạnh hổ ý là xài lan, vinh quang đâu có vinh quang, tâm còn ít kỳ tánh còn hại dân, có thân chẳng liệu lấy thân, cười người điên dại sao gần tiên ban, nực cười cho đứa võ phu, đuôi mù chẳng sợ cứ mà dèm pha, sau này sẽ biết mặt ta tiên
thần cũng chịu quỷ tà cũng cam. Dương trần lắm nổi đơn đau, tu hành chẳng chịu đạo màu chẳng theo. Cứ lo ngửa mặt cười reo, trước cười sau khóc khóc rồi lại than. Than rằng ta quỷ ác gian, chẳng cho ba tánh được toàn thầy thi. Mấy năm trí óc còn ghi, lời thầy để lại có thì sai không? Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài thơ của ông Bán Chiếu. Bài này đức thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Đại thánh là Phật Thích Ca, người còn khinh ban huống ta phàm trần. Dạng thiệt lại nói vàng râm, lúc này dần thời đa mài cũng mà ăn. Cơn buồn phải gượng làm càng, cuộc đời rộn rộn Phật mà phải kiên. Trên đời ai tốt bằng sen, quan yêu dân chuộng rã bèn sạch trơn. Bề ngoài coi thể cây sơn, xét trồng mối mọt ăn mà chẳng hay. Hiện tiền xem lại tốt thay, mặt hậu ngó kỹ lạnh tánh không ngờ. Mau mau ta hãy bắt cờ bờ, đặng cho ba tánh leo bờ này qua. Có xa nào phải bán xa, dẫu trong chỗ kính cũng thơm đầy nhà. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lành tâm, kim sơn Phật ấy giáng sanh đành rành. Ngưỡng cầu thượng đẳng đại thần, phải ra trị nước bảo toàn lệ dân. Ở nhà tụng niệm điều sinh, lục châu bát loạn nở nào ngó ngang.
Nam mô A Di Đà Phật. Bán lộ giang hồ kính tặng Kim Sơn Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Hãy chờ thiên định. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Bửu châu công luyện chốn non thần, sơn thủy môn giang bảo giác dân, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định hương nồng dành thương kẻ tròn ân, từ bi hai chữ sắc nâu sòng gắn chỉ dài đời chẳng tiếc công, vẫn bị xa chờ câu thành thời buồn ai chăm chích chữ cay nồng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Hỏi Hội Long Hoa. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo cuối năm Kỷ Mão. Có một bà già 80 tuổi, xin Đức Thầy cho biết coi bà có thể sống để coi hội Long Hoa được chăng? Đức Thầy bèn đáp lại bằng mấy câu trên đây. Nam mô A Di Đà Phật. Long Hoa hồi ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sao. Phải chi hồi ấy hầu gần thì ông Hà Tất xuống trần làm chi. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến bài Khuyên Bớt Cho Dai. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Một cuộc phù dân có mấy hơi, cầu xin ba tâm nhậm đôi lời, cho dài mắt mỏ từ nay bớt, có hỏi nơi tai để giúp đời. Nạn khổ đau đau đều túng rối, tai ương chôn chôn khắp cùng nơi. Tiền ma gạo quỷ đừng nên trừ, sao cũng tiêu theo luật của trời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý liệt vị,
Tiếp theo đến bài Ông Nguyễn Thanh Tân, tức Chính Diệm, sướng. Ông Nguyễn Kỳ Trân, người ở làng Định Yên thuộc tỉnh Long Xuyên, hai mắt không thấy, đến nhờ Đức Thầy chữa dùm. Bài này Đức Thầy viết cuối năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Ngàn dặm nghe ông có phép tiên, cuối sinh lời hỏi chớ phiền. Thanh minh đôi mắt đường không thấy, cầu có ơn dư cứu kẻ hiền. Kẻ hiền dầu đắng sáng như xưa, ơn ấy bằng non già có thừa. Lượng rộng xin ông đừng có chấp mơ, ngàn vàng dám đổi một lời ưa. Đức Thầy đáp quả: chỉ đại còn xa chữa phép tiên, bình tình cũ lão qua ưu phiền. Nhà tôi cũng có bà không thấy thương thảm, trời xanh phụ kẻ hiền. Kẻ hiền lòng giả tưởng người xưa, tư khổ cổ kim vẫn có thừa. Triều mến tâm thành đâu có chấp mơ, dòng cầu hạnh phước đặng như xưa. Di Đà lục tử ấy phương trăm, ghi giả xin ông hoặc đứng nằm. Khẩn giải trì tâm người thương cô, mai trời phò hộ phước cho thầm. Phiên đó lòng son chớ dối buồn, hữu thành Phật độ ác qua trung. Nhờ ơn tiên thánh trăm muôn một, tôi cũng dùm cho đặng thấy tuồn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Chẳng Ra Hơi. Ông Nguyễn Kỳ Trân ao ước Đức Thầy giảng giải về đạo đức cho ông nghe, nhưng vì lúc đó có người của sở mật thám đến dò xét nên Đức Thầy chỉ làm bài thi dưới đây. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo cuối năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Định Yên
cụ lão mới sang chơi. Tâm bệnh bất an khó cạn lời, ông chớ nản lòng chờ lúc khác. Bây giờ mở miệng chẳng ra hơi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Khang Tiếng. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo cuối năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc này khang tiếng sự sầu riêng, mở giọng thi nhân gợi nỗi phiền. Hơi ham sát trần ngâm chẳng nổi, mực tàu đã cạn ráo ngồi nghiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Tặng ông giáo xoài. Tức xoài tức mạnh xuân quả, lúc ấy dạy học ở tại làng Phú An thuộc tỉnh Châu Đốc. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Giáo tập hôm nay thấy mặt thầy, dốc hình mập mạp học khóa tay. Sớm chiều luyện tập nhiều em trẻ, à ẹ a bê đủ một bầy. Một bầy em trẻ muốn theo tay, văn pháp văn nam cũng đủ đầy. Thương thảm tâm tình hay nóng nài, bởi vì chẳng rảnh đặng vui sai. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Tặng ông giáo đàn. Lúc ấy ông này đang dạy học tại làng Phú Lâm, tỉnh Châu Đốc. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo cuối năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm tánh ngày nay muốn việc lành, tu hiền miệng lưỡi muốn lanh lanh, tranh đua xác thịt vừa nghe chớ. Cô chỉ ngày kia sẽ đạt thành, đạt thành mới hiểu đạo cao thâm. Trần thế lánh xa phải học rành, lục căn trừ tuyệt tầm hai trừ, nhân ngã sân si hai dẹp đành. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư đồng đạo, tiếp theo đến bài Thi Xuân. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Mão, chép theo bản chánh do ông Nguyễn Chi Diệp giữ. Nam mô A Di Đà Phật.
Rước xuân năm mới tiếng đì đùng, cờ phất trẻ mừng chúc cội thung. Áo quần lòe loẹt đi cùng xóm, bánh trái dậy đầy nổi cúc cung. Chúc mừng năm mới mới buổi qua, bỏ bớt dĩ đoan chẳng cúng gà. Trẻ nêu phờ phất không còn thấy, ra mắt tiêu mòn bữa thứ ba. Kỷ Mão năm nay đã hết rồi, tâm thần hoài tưởng chuyện xa xôi. Đạo màu Nam Địa càng thâm diệu, dẫn dắt nhân sanh cũng chưa rồi. Bước qua năm mới mới mừng à, phiên khích dân tâm mà đạo Thích Ca. Tự giác giác tha ta phải nói, hỡi người dương thế bất xa hoa. Xa hoa năm mới mới khổ à, dân chớ chần chờ chớ bỏ qua. Đạo lý xem tường âu mới hàng, ráng tìm cặn kẽ nổi ma. Năm thìn bước tới thiệt là rồng, nanh gút dậy dùng nổi lông đông. Chiến tranh thảm khốc toàn lê thư, lo nổi đói đau giống lạc hồng. Canh thìn bước tới hỡi dân ơi, thế giới đạo binh ruột rã rời. Khôn nguy đa sự chào xuân mời, dân chúng hoàng cầu khó thảnh thơi. Phi phi bồng sức mặt quỳnh long, dụng lỗi ba nhà reo lạc hồng. Chảnh cám cha còn con chẳng biết, phải nhờ đạo đức mới tường thông. Phần ta thường chung luôn âu sầu, dân sự nào tường nẻo cao sâu. Bốn bắc tàu nam cam khổ rối, nhưng vì bổn phận phải toan âu. Con người quân hạ mấy nhiêu hơi, đạo
đạo đức nhiễm màu chẳng có chơi. Lê la chậm bước đàn bụi gió, phải sớm lánh xa khỏi cuộc đời. Mạnh hổ đầu đua chỉ tan bồng, ráng mài nở mặt với non sông. Quân tử thâm nhân ghi nhược thủy, cơn buồn chấp bút chuyện quyền thông. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Cám cảnh dân nghèo. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 28 tháng Chạp năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Tết Tết cùng năm tháng hết mà, thằng bần công nợ chạy bốn ba. Hẹn mai hẹn mốt chờ khai hà, con đòi áo tốt rối chàng ta. Năm nay ăn Tết thật là nghèo, sanh chúng u buồn nỗi nắng eo. Đồng khô lúa ngập coi sơ xác, cảnh đói buông lung nổi giạc bèo. Nhân nhủ khắp nơi hỏi một bài, ba ngày xuân nhật bởi nơi ai. Rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lễ xưa của ai bài. Tết rồi Tết nữa Tết liền tai, năm cuối mỗi năm cùng Tết hoài. Làm cho dân sự vui nha nhớp, chơi giỡn ba ngày rước xuân lại. Lòng ta cảm thấy nỗi u buồn, suy xét việc đời lụy muôn tuôn. Chào xuân chẳng thấy xuân mừng nói, mê mệt tâm can trí bạc cuồng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài 29 tháng Chạp. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Mão, chép theo bản chánh do ông Nguyễn Chi Diệp giữ. Nam mô A Di Đà Phật. Bước tới hùng ca, bước tới hoài, đạo đời quỷ bán mặt tình ai.
cố chi nhiệm màu truyền diệu pháp. Bởi vì cốt nhục cũng hoài thai, diệu dời xa xăm nỗi khổ hoài. Cuộc đời lao khổ thấy chiều mai, chợt ngó xuân sang xuân biết khóc. Đến thời thiên định lỗi bi ai, dục thúc nhân sanh kiếm đạo màu, sao còn hoài tương chuyện đâu đâu. Sự sống người đời ôi thấy khổ, miệt mài đạo đức dẻ quyền sâu. Hùng ca chuyện pháp kiếm tôi hiền, thiên địa tuần quần chẳng gì riêng. Giang nịnh phạn thần ôi nhớ nhuốc, vịnh lòng trung hiếu sạch ghi biên. Ghi biên những kẻ quá lương hiền, một mực trung thành với Phật tiên. Cô tưởng ước mơ về tiên cảnh, hiếu hạnh dình lòng chỉ ư thiên. Ư thiên trời Phật chẳng dũng tiền, tìm kiếm con lành giải nghiệp duyên. Mê muội ác hung về địa ngục, hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Non tiên ra sức tháo dây xiềng, dân chúng an nhàn dạ mới yên. Cam cảnh thương đời ôi mê muội, mong ước ngày kia dài mỏng phiền. Mỏng phiền muốn khỏi phải làm sao, hung dữ ác nhân chớ bước vào. Dình tâm nhu nhược chờ dẫn đến, vậy mới rời xa cảnh máu đào. Máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thúng dung. Chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thanh, để nước đến chân mới nhảy đùng. Nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhọc cầu.
nhọc cầu bình tật nỗi nào đâu. Lao khổ nhân sanh cảnh nước Tàu, trẻ nhỏ ra rời xa bố mẹ, sao còn tranh đoạt mãn mồi câu. Mồi câu danh lợi chúng dân rầu, kim chỉ phải gìn chuyện cạn sâu. Vinh hoa phú quý chồm mây bạc, nho nhã thi dân nẻo nhiệm màu. Nhiệm màu hành đức quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào. Dương gian mau tình trong tràng mộng, tầm chim nơi nào đạo siêu cao. Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh khỏi ai hà. Tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ thời thiên đình thiết hùng ca. Kim ngọc nào tri Phật quỷ ta, sơn đài ra sức dẹp loài ma. Thượng thọ chúc cầu an bốn biển, đặng đặng dưới trên sớm thuận hòa. Mong ước ngày kia đặng khải hoàng, để cầu sanh chúng được nhàn an. Bốn biển một nhà cha Phật thánh, thì là dân sự hết tàn ngang. Năm tàn tháng cuối cảnh buồn teo, đón rước bạn xuân lễ quá nghèo. Thương cổ gần hồi nên sửa lối, theo nhà Phật giáo phải như keo. Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, bởi vì diêm chúa chẳng tình riêng. Phán quan tả hữu không dùng hối, nên phải dạy dân bỏ giấy tiền. Vàng bạc bởi tay khách trú làm, Phật thần tiên thánh chẳng dùng ham. Giấy quần giấy áo không nên đốt, nghĩ chuyện dối ma
chẳng đáng làm. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến bài Đêm 30. Bài này Đức Thầy viết tại Quà Hảo đêm 30 tháng Chạp năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm nay mới cụ hiệp hai đàn, xuân nhật lễ này tại thế gian. Mèo rồng cao thấp chơi cùng dân, đông hạ xuân sang khắp địa hoàng. Bóng trăng vắng mặt tối tối hoài, hai giờ hiếp mặt hai giờ hai, một đêm mới cũ cùng nhau gặp. Tức cảnh thi văn nhá một bài, một bài từ cũ mới ngày mai. Tiếng pháo xa xa vẫn đốt hoài, dân ta nghèo túng về đạo đức, chơi giỡn đua bơi mãi tối ngày. Một lúc lâu lâu một tiếng đùng đúng giờ cũng rước ông bà chung. Từ bi hai chữ ta ngồi tưởng, không có xu mua đốt miệng hùng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến những bài sáng tác năm Canh Thìn 1940. Đầu tiên là bài Cờ Tam Sắc. Nam mô A Di Đà Phật. Tam sắc cờ bay phất phới mà ngồi nhìn nhớ kỹ héo lòng ta. Thuở xưa đâu có cờ tam sắc, gặp cảnh giống ban ứa ruột ra. Lúc Đức Thầy ở nhà thương chợ quán, Ngài có gửi về Hòa Hảo bài dưới đây và dặn bôi bỏ bài trên. Anh em bổn đạo lúc đó cũng chưa hiểu gì sao Đức Thầy bảo sửa. Bỗng một bữa nọ, cai tổng pho đến nhà Đức Ông đem vấn đề thi văn của Đức Thầy ra nói chuyện, có ý muốn làm khó dễ Đức Ông về bài thi cờ tam sắc nói trên. Liền đó, Đức Thầy bảo ông Hương Quảng Diệp, ngẫu nhiên có mặt trong lúc đó, đọc bài dưới đây. Nghe xong cai tổng pho vỗ tay nói, vậy mà người ta nói khác chứ. Chép theo bản chánh do ông Nguyễn Chi Diệp giữ. Tam sắc cờ bay phất phới mà ngồi nhìn khoan khoái cõi lòng ta. Thuở xưa đâu có cờ tam sắc, nay hiệp Tây Đông thế ruột ra. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý liệt vị, tiếp theo đến bài Đầu Năm. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 1 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, chép theo bản chánh do ông Nguyễn Chi Diệp giữ. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu năm
tục lệ gọi ngày mùng. Tiên phao đốt hoài cũng thấy chung. Xóm trên xóm dưới cùng nhau đốt, khúc giữa phần ta mãi nghe hùng. Nghe hùng lộ nhĩ cũng lùng tung, ngày một tiếp xuân mới vô cùng. Mèo lui rồng tới bay dơ dần, thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Mong một năm nay rõ thiệt hình, hẹn cùng non nước dẫn đinh ninh. Cố chí tâm lòng dình đạo đức, mắt tình bà tánh chẳng thèm tin. Nam Hải Quan Âm lấy tình bình, cầm nhành dương liễu rải tà tinh. Quyết lòng độ tận trong sanh chung, ai ghét ai ưa cũng mặc tình. Xuân sang ảm đạm ánh dương mờ, thể quyết một lòng chẳng bỏ ngơ. Có sông có núi cùng cây cỏ, độ tận chúng sanh khỏi dại khờ. Lòng ta gặp cảnh rối tơ giò, gan ruột phổi phèo một bọng to. Lo hoài lo mãi không sao xiết, tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò. Họ hẹn Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai. Trung ương tam cõi điều hòa mắt, ta mới thảnh thơi trở gót hài. Gót hài muốn trở phải làm sao? Đạo đức thâm sâu hãy bước vào, sớm chiều lo liệu rèn tâm trí. Niệm tưởng Phật trời thỏa ước ao, kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Đốt Pháo Xuân. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 1 tháng Giêng năm Canh Thìn, chép theo bản chánh do ông Nguyễn Chi Diệp giữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt đùng 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 mà lẹt đẹt nổ lùng tung.
lung tung dân ta tung ngào ngán cho xuân lão bắt khùng đôi thấy xa xa một cái đèn ngoài đường trời tối thiệt liên nhiên tiết xuân buồn bã vì ngập lúa nên phải ăn chơi cách quá hèn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Tối mùng 1. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo đêm mùng 1 tháng Giêng năm Canh Thìn. Đêm ấy có ông Hương Kiểm Chương và anh em ở Hưng Nhơn, Châu Đốc đến dâng bông lễ Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhường gọi ơn trên rải đạo màu thương đời chỉ vẽ nẻo cao sâu khai rừng kinh kệ câu quyền bí để cứu nhân sanh khỏi thảm sầu. Hương đăng nghi ngút lễ giọng cầu cảm lòng ba tánh nguyện từ câu chi quý cơ một lời ta độ tận dắt chúng lánh xa căm mộng sầu giữ nguyện đinh ninh tiên tạc thù làm lành đâu phải tốn tiền xu mà sao lại được về tiên cảnh thêm thoát ngục mê chốn diêm phù diêm phù chân chúa chọn người tu hạnh phạt ác hung chốn cửa tù tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức hỡi bơ dương trần hãy răng tu ráng tu dẹt phá đạo lưu bù thay chúng đời này lạc chữ tu sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu ly một ngày hội hiệp hết mờ lu mờ lu được sáng rắn quá cù hiệp mặt phân trần nỗi ám u tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chốn tù
chốn tù vốn thiệt cõi ta bà. Tiên cảnh được về mời lắm xa, chúng sanh chìm đắm trong dòng khổ, khuyến giải bởi dưng sắc ngọc tòa. Ngọc tòa Phật tổ nấy sai ta, xuống cứu thế gian nẻo dạy ta. Hiệp sức tớ thầy truyền diệu pháp, cho đời thấu tỏ đạo ma. Ma ha thoảng nhỏ dọn rồi đã bước xuống đi qua bên giác mà. Sao hỡi còn chờ ta réo mài dân tình xem dạng cứ ngầm ngà. Ngầm ngà việc khổ tới bên à, bốn phận tu hiền phải lánh xa. Biết đạo tùy thời mau tránh khổ, chớ đừng thi thố những tài ba. Tài ba khỏe sức uống thay mà, nhật giả yêu đời dũng phiến ca. Tình thức nhân dân đang mờ ám, nên làm thì phú đặng ngâm nga. Ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngà, quyền bí nhiều lời chí thiệt xa. Bổn đạo ráng tìm cho cặn kẻ lòng hiền Phật độ khỏi tình mà. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư đồng đạo, tiếp theo đến bài Thầy Giáo Xoài, tức Mạnh Xuân Quả, sướng. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo, Tết năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo đức bao nhiêu dám gọi thần, bia danh mô phạm để lừa dân. Trời Âu tấn quá nhờ khoa học, đất Á suy đồi tại biến thân. Nhồi sọ nhân xăm kêu thức tình, mê hồn ba tâm gọi người ân.
dạy đời mở đạo mình coi giờ. Sanh lại khác xa diệt giới tầng. Đức Thầy đáp họa: ngu mùi khùng điên chẳng thuyết thần, đôi lời cuồng sĩ gọi lòng dân. Văn minh lợi dụng nhờ hay học, giỏi chữ loè đời để lập thân. Ham sướng dương trần ôi khó tình, ưa vui dân sự chẳng thi ân. Ý mình chê chúng rằng hay giờ, ganh ghét hiền nhu thư ác tầng. Thầy giáo Xoài sướng: biết ai là thánh biết ai thần, học hỏi thầy mô giảm dạy dân. Khuyên nhủ thiện nam nên để tóc, dỗ về tính nữ lại tu nhân. Niết bàn dành để người phàm tục, trần thế màn chia cuộc ai ân. Muốn dắt đồng bào qua bể khổ, đạo màu xin luyện mây non tầng. Đức Thầy đáp họa: đầu màn ba tâm gọi danh thần, tự giác quyền cơ để giao dân. Bắt chước ông cha ta để tóc, nói theo tổ phụ đặng gìn thân. Lòng yêu chi xa lời thô tục, dạ ai nào thèm chung đáp ân. Hồng lạc chỉ đường qua cảnh khổ, kìa ai chở tập tâm dân tầng. Thầy giáo Xoài sướng: mê tín dị đoan mới tặng thần, nói gương hiền triết lại chẳng dân. Sám kinh lấy nể răng truyền giáo, giảng dạy là mưu để âm thân. Khai sáng đứa mù đời trách quan, làm ngu kẻ tri gọi là ân. Ông ôi nay đã bao nhiêu tuổi, sao chẳng có lo cuộc tân tần. Đức Thầy đáp họa: lọc lẽ tà tâm ấy gọi thần, trưởng phu người phải biết thương dân.
nồi cơm thiếu bữa tranh nghề giao, trách ca hụt dùng đoạt mỗi thân. Ở phải giúp giùm sao nói quan, ôi thôi làm mương chớ rằng ân. Đạo đời chẳng luận người cao tuổi, xin miễn cho ta cuộc tân tần. Chẳng phải lòng ta muốn quả thơ, vì như văn sĩ đáp lời ngờ. Đạo màu giữ phận không cao thấp, ai đọc qua rồi phải bỏ lỡ. Thì phú giàu cho thâu đến tay, cũng đừng dân vui mới là hay. Bớt lòng chiều ý nên lời tra, tôn chỉ người tu sai việc bài. Tôi làm như thế khác lời tu, giá dạng nhà nho muốn trả thù. Người xó tới mình đáp lại, chớ tình chẳng chịu giết thì rù. Nam mô A Di Đà Phật. Đức thầy không muốn trả lời ba bài thi của thầy giáo Sòi, nhưng vì ông giáo Long người đưa thơ cố nài nỉ mãi nên bắt đắc dĩ ngài mới chịu đáp quà. Tiếp theo đến bài ông Huỳnh Hiệp Hòa, làng Bình Thủy, tỉnh Long Xuyên, sướng. Nam mô A Di Đà Phật. Phỏng cầu tiên Phật dẫn kim châm, phản ngữ truyền lai tối thầm thâm. Phanh luyện ô kim mong điểm đào, tiện ngao thể chỉ qua khai tâm. Thuấn nghiêu thọ thọ quy duy hiền, Phật lão hư không bi phuyệt thầm. Thị nhị giáo sư đoàn thuyết pháp, tạo tương thích điển chúng sanh tâm. Đức thầy quả mà hồi nhân diện ngã kim châm, pháp giao phản văn bác diệu thầm. Làm thất thanh chơn hà phuyết đạo, quy hồi bí hiểm trị nhân tâm.
môn gia khảo sát lai duy hiện vị khí nàng thông ký cảm thầm ngã thị vô biên nhiên lập pháp hòa giai nam đinh tác thi tầm nam mô a di đà phật.